chưa cùng anh chị em và cùng cha tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh Luca lời chúa vinh danh chúa khi ấy các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất chúa giêsu thấu biết tư tưởng lòng các ông Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới để đứng bên cạnh người Và bảo các ông rằng hãy ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy Tức là đón nhận Thầy Mà hãy ai đón nhận Thầy Tức là đón nhận đấng đã sai Thầy Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con Đó là người cao trọng nhất Giòn lên tiếng thưa người rằng lại Thầy chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ Và chúng con đã ngăn cản nó Vì nó không theo Thầy cùng với chúng con Chúa Giêsu bảo ông rằng Các con chớ ngăn cản Vì ai không chống nghịch các con Tức là thuận với các con Đó là địa lời Chúa Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Anh chị em thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay được đặt sau bối cảnh khi Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ hai. Và sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ hai, thì các môn đệ của người đã âm thầm bàn tính xôn xao với nhau xem ai là kẻ lớn nhất các ông bàn tính xôn xao xem ai là kẻ lớn nhất không phải là để tiếp tục công việc đức giê xu sẽ thực hiện đứng ra để quán xiến anh em của mình nhưng là muốn biết xem ai được quyền cao chức trọng ai sẽ được người ta phục vụ ai sẽ có hết tất cả mọi sự trong cuộc sống này bởi vì ở đời người ta cho rằng khi tôi có quyền trong tay thì tôi sẽ có tiền trong túi và chúng ta tự hỏi khi mà người có quyền trong tay có tiền trong túi thì người ta sẽ làm gì phải chăng là một người có quyền trong tay thì tôi muốn làm gì tôi làm tôi làm tất cả mọi sự tôi làm cấm ngăn cấm những người mà tôi ghét, thậm chí kể cả họ làm điều tốt, họ làm điều đúng, họ làm những công việc bác ái từ thiện, bởi vì người ta sợ bị lép vế, người ta sợ người khác ảnh hưởng hơn mình. Phải chăng khi mà người ta có tiền trong túi thì tôi sẽ mua chuột để tôi có một địa bàn mỗi ngày càng rộng, càng có nhiều rễ đâm ra càng xa thì giúp cho tôi được đứng vững và chúng ta cũng có thể thấy hậu quả của việc có tiền trong tay có quyền lực ở trong tay của mình thì người ta sẽ tìm kiếm địa bàn loại trừ những người sống trong địa bàn của mình không cho họ sống chung phải chăng đây là điều mà chính don đã giáp phạm bởi vì tin mừng đã cho chúng ta thấy Ông đã thốt lên Thưa Thầy con đã thấy một kẻ đã dùng danh Thầy mà trừ quỷ Và con đã đứng ra ngăn cản họ Bởi vì họ không theo Thầy và không theo chúng con Khi đứng trước một thái độ như vậy Chúa Giêsu cho các ông biết tinh thần của một người môn đệ Đức Giêsu là như thế nào. Ngài đưa ra cho chúng ta thấy ba điều. Điều trước hết, tinh thần của một người môn đệ của Đức Giêsu đó là phải thể hiện làm lớn thì phải phục vụ, phục vụ cho tất cả mọi người. Cái điều thứ hai là khi tôi phục vụ cho mọi người không phải là tôi phục vụ để được người ta làm ơn, làm phước trả công cho mình. Tôi phục vụ cho tất cả mọi người, kể cả những con người thấp bé nhất bởi vì họ không có cái gì để bù đắp lại cho tôi. Và điều thứ ba, tinh thần của một người môn đệ của Đức Giêsu đó là đón nhận và tha thứ chứ không phải là loại trừ trong cuộc sống. Cho nên chúng ta có thể tóm lại một người môn đệ theo Đức Giêsu thì luôn luôn lúc nào cũng thể hiện một tinh thần yêu thương, đón nhận tha thứ và hợp tác với nhau trong tất cả mọi sự. Người ta kể một cái câu chuyện vui như thế này. Một hôm nọ thì ông cha sở đang cùng đọc kinh với ban hành giáo để cầu nguyện cho một người đang hấp hối. Thế là lúc đó có một người trong ban hành giáo đến và thỏa thẻ vào tay của vị linh mục và nói như thế này thưa cha trong cộng đoàn của chúng ta đang đứng đọc kinh ở đây thì con phát hiện có một tay ăn trộm mà nó bẻ khóa rất là giỏi vậy thì chúng ta có nên đuổi anh ta ra khỏi chỗ này hay không lúc đó linh mục đã nói một câu không thể được bởi vì anh đuổi người ta ra khỏi chỗ này có nghĩa là anh đang công khai tội của người ta một tội thầm kín trong lòng của họ anh đem ra biêu xấu mọi người Cho nên điều đó không thể chấp nhận được Và điều thứ hai Hãy để anh ta ở lại Biết đâu chính những sự kiện này Để giúp cho anh ta ăn năn sám hối Và đổi mới cuộc sống của anh Và điều thứ ba tôi thiết nghĩ là quan trọng hơn Chúng ta đang cầu nguyện với Thánh Phaero Để xin Ngài mở cửa cho cái người hấp hối này mà nếu chúng ta cầu nguyện với thánh phêrô không được ngài không đưa chìa khóa để mở cửa thì chúng ta hãy nhờ cái anh ăn trộm này ảnh sẽ mở cửa một cách rất là tài tình cho nên chúng ta sẽ được cả hai được một người anh em về trời và được một người được ơn trở lại cho nên tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy ý thức những điều quan trọng trong cuộc sống của mình tôi đi theo chúa thì tôi cần phải thể hiện tình yêu tôi đi theo chúa thì tôi mở rộng tâm hồn để thể hiện sự tha thứ đón nhận yêu thương và đồng thời chúng ta hãy hợp tác với nhau để chúng ta làm sáng danh thiên chúa trong đời sống của mình amen